Các bạn ơi, đây là máy trộn vữa lửa bao xi các bạn nhá. Đây là motor động cơ 2.2, các bạn có thể lắp là động cơ 3kW cũng được. Con này bây giờ đang di chuyển cho khách các bạn ạ. Đây giờ này mới đi được vào phố các bạn ạ. Vào phố giờ này nó đang cấm đường. Bây giờ bốc lên kiểu gì đúng không nhỉ? Lùi ra đây không?